Hello, ở thời đại hoàng kim của hồn sư, nếu muốn có thực lực, danh tiếng, phải đòi hỏi sinh ra trong tầng lớp con ông cháu cha, nhận truyền thừa vũ hồn, có thiên phú dị bẩm, trí óc phải thông minh sáng suốt. Thế nhưng có những nhân vật thích giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Họ ngại phải luồn lách, chạy trốn những khó khăn, thậm chí họ thích dùng nắm đấm để chứng minh mọi chuyện. Đối với họ, đập phố alo là cách giải quyết nhanh nhất. Nói như thế không phải là họ những người có trí tuệ thiểu năng đâu. Thậm chí họ là những nhân vật có số có má ở dưới giang hồ trong thế giới hồn sư. Nhưng một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Dù kẻ thù mạnh đến đâu, anh phang tất đến đó. Chuyện thắng bại do ông trời quyết định, còn tinh thần chiến đấu thì luôn luôn sẵn sàng, bố méo sợ bố con thằng nào. Thôi, chém gió vui thế là đủ rồi. Hôm nay Anime sẽ cùng anh em tìm hiểu về Top 5 phong hào đấu la mạnh nhất phần 1. Lưu ý, video sẽ không liệt kê các nhân vật đạt 99 cấp bán thần chi thân trở lên. Video không dành cho những thanh niên nghiêm túc, độ tuổi dưới 60 tuổi, đàn ông mang thai và cho con bú. Đặc biệt chống chỉ định đang ăn cơm không nên xem video này. Mở đầu trong danh sách, Quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La là một trong những nhân vật phản diện xuất hiện đầu tiên đạt danh hiệu phong hào đấu la, thuộc biên chế cai quản bởi Vũ Hồn Đế Quốc. Quỷ Đấu La được mọi người biết tên gọi là quỷ. Từ nhỏ hắn đã từng ngùm cổ thỏi một lần. Nhờ cơ duyên lăm băm nào đó, hồn phách quay trở lại nhân gian thức tỉnh vũ hồn. Theo như mình biết, vũ hồn của Quỷ Đấu La chính là hồn phách, thân thể chính là hoạt tử nhân, xác sống biết đi hay còn gọi là cương thi. Khắc tinh cứng của hắn chính là thiên sứ sáu cánh siêu thấm Diana. Nhiều năm mây mưa trên giới hồn sư, Quỷ Đấu La chính thức ký hợp đồng với Vũ Hồn Đế Quốc do lãnh đạo Thiên Tầm Tật cầm đầu. Tuy nhiên, sau trận đại chiến do Thiên Tầm Tật chỉ huy, hắn bị Đường Hạo cầm Hạo Thiên Trùy đấm không trượt phát nào. Khi Thiên Tầm Tật đã về nghỉ hưu với ông bà tổ tiên, Quỷ Đấu La chuyển hộ khẩu theo giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ở đây, Quỷ Đấu La được mọi người chú ý là một trong những trưởng lão có tiếng, ăn chơi khét tiếng, hét ra nước miếng của Vũ Hồn Đế Quốc. Đàn ăn chơi thác loạn hút kẹo cuối cùng ở tính đấu đại xâm lâm. Quỷ Đấu La trong lúc phê cần đi bắt Thanh Thiên Nghiêu Mãng và Thái Thản Cự Viên, gặp ngay thằng Minh Chính. Đường Tam trong lúc chạy bo từ Hải Thần Đảo, sẵn tiện dùng đinh ba tam sao kích lên toàn sát thương xuyên giáp với chí mạng xuyên thông người Quỷ Đấu La. Dù lúc đó Quỷ Đấu La đã đạt 95 cấp phong hào Đấu La, có 9 hồn hoàn hơn Đường Tam 2 cấp, nhưng vẫn phải hạ gục trước một đâm. Chứng kiến cảnh Quỷ Đấu La bị xiên thịt ngay trước mặt, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và năm tên phong hào Đấu La khác mở to mắt châm trổ tức giận, giận tím người. Pha này của quỷ ra đi chân lạnh toát. Ở những video gần nhất, Anime sẽ phân tích tất tần tật về Quỷ Đấu La do một bạn yêu cầu làm về Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La. Vị trí tiếp theo, Tiểu Vũ. Hồn thú 10 vạn năm Tiểu Vũ khi tu luyện thành người, vũ hồn là thỏ, câu chuyện của cô có thể phân tích hàng trăm trang. Nhưng mình sẽ nói một cách ngắn gọn nhất có thể. Khi đến học viện Lạc Ninh, cái tội giải trai bắt đầu nổi lên. Năm 6 tuổi, Tiểu Vũ đã nhận Đường Tam làm anh trai nuôi để thịt. Sau khi lớn lên, Tiểu Vũ cùng Đường Tam, ở đây cô đã gia nhập nhóm Sử Lai Thất Khắc Quái. Tiểu Vũ cùng mọi người luyện tập liên danh để tham dự cuộc thi đấu tinh anh đại lục cấp cao. Trải qua hàng chục chiến lớn nhỏ tại thác thác đấu hồn trường, sức mạnh của cô đã tăng lên tầm cao mới, điển hình là sức mạnh thể chất về thể hình. Sau khi nhóm Sử Lai khác thay Mã Hồng Tuấn vì tội dại gái, cứu gái, bị cao phẩu cấp hồn tông bất lạc đánh cho bầm tím sưng hết mặt mũi, Tiểu Vũ đã đóng vai kỹ nữ cô gái làng tìm chàng trai vàng cần người chăm sóc. Với đôi chân dài miên man trắng nuột không tì vết nỗi cắn, cô đã đòi cao phẩu mua kẹo ô ngòn. Sau pha dụ dỗ thành công, bất lạc vì quá chú ý đến cặp giò nõn nà kia đã bị Tiểu Vũ đá vào bộ ấm chén. Loại gái là cái chết tê tái, đúng là cái cây ATM ở dưới nó quyền lực thật. Cao phẩu bất lạc cùng tất cả các anh em cánh mèo đau trên thế giới có thể chết đứng vì lên cân cứng bất cứ lúc nào. Trong cuộc thi đấu hồn sư cấp cao đại lục, đội Sử Lai Khắc giành chức quán quân. Tiểu Vũ đã gặp giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông để nhận hồn cốt. Sau khi cô nhận ra giáo hoàng chính là kẻ giết mẹ, Tiểu Vũ đã có pha combat nhẹ. Cũng may Đường Hạo ra tay cứu Tiểu Vũ Đường Tam khỏi vũ hồn điện. 5 năm sau, Tiểu Vũ gặp lại Đường Tam. Ở tính đấu đại xâm lâm, Đường Tam bị người vũ hồn điện truy sát. Tiểu Vũ đã hiến tế giúp Đường Tam có hồn hoàn 10 vạn năm. Là một thanh niên phịch thủ chính hạng, Đường Tam đã đi đến Hải Thần Đảo đột phá phong hào đô la để hồi sinh Tiểu Vũ. Sau khi Tiểu Vũ hồi sinh, cô đột phá 76 cấp và cùng nhóm Sử Lai Khắc tham gia trận chiến ở thành Gia Long Quan. Ở đây, cô đã đu theo mấy cái phong trào trên TikTok đỡ một trường của Bỉ Bỉ Đông cho Đường Tam được an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Sử Lai Thất Khắc Quái lại đến Hải Thần Đảo lần thứ hai. Tiểu Vũ đã hấp thu dung hợp Tu La Ma Kiếm vào cơ thể để nhận truyền thừa của Tu La Thần. Ở trận chiến Gia Long Quan lần cuối cùng, cô đã đạt 95 cấp phong hào đô la, hồn hoàn lúc này gồm 2 vàng, 2 tím, 3 đen, 2 đỏ.
Ngay sau khi kết thúc cuộc đại chiến lịch sử chiến thắng trước Vũ Hồn Đế Quốc, Tiểu Vũ và Đường Tam được tổ chức hôn lễ do Tuyết Băng làm chủ tại Thiên Đấu Thành. Vị trí thứ 3, Thiên Tập Đạt. Từ nhỏ, Thiên Tập Đạt được mệnh danh là thiên tài của Vũ Hồn Đế Quốc, thừa hưởng Vũ Hồn Thiên Sư sau cánh. Sau nhiều năm nghiên cứu trong giới lô đề cờ bạc bóng bánh và học sát xuất thống kê, ông đã trúng cử làm giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Năm 50 tuổi, được Thiên Đạo Lưu dạy dỗ, Thiên Tập Đạt đột phá cảnh giới Phong Hỏa Đấu La. Ông đã nhận Bỉ Đông làm đệ tử. Cái tên Thiên Tập Đạt nghe thì rất có học nhưng vô cùng mất dạy. Khi thấy Bỉ Đông ngực vừa mới nhũ, mông thì vừa mới phong thủ, ông đã có trận mây mưa với đệ tử của mình sinh ra Thiên Nhận Tuyết. Cũng vì lý do thịt đâm thịt nhớ nhau một đời, Thiên Tập Đạt đã bị Bỉ Đông sát hại. Ở trận chiến oánh giao hữu với Hạo Thiên Đấu La cùng thời điểm với Quỷ Đấu La, Thiên Tập Đạt nhờ sự giúp đỡ của Quỷ Đấu La, Cốc Đấu La với đội hình 212 đã đánh trọng thương Đường Hạo. Thiên Tập Đạt cực kỳ bố láo trong vài tình huống, thái độ lần đầu tiên vừa gặp mặt A Ngân mà cứ nhìn chằm chằm vào hàng nóng con gái nhà người ta đòi ăn thua nước sống để lấy hồn hoàn hồn thú Lam Ngân Hoàng, lại còn nháy mắt cười đều với Đường Hạo đòi giao A Ngân ra, tôi mà như Đường Hạo tôi vả cho vỡ mồm. Tuy nhiên Thiên Tập Đạt nhà bao việc nên ra tay đánh rất nhanh và gọn lẹ. Ông đã dùng Vũ Hồn Thiên Sứ Quang Nhận hiện ra 8 cái hồn hoàn lần lượt là 2 vàng, 2 tím, 4 đen, đối đầu với Loạn Chi Phong Truy Phi Pháp với 8 hồn hoàn của Đường Hạo, nhưng ông đã thua trước một chiêu của Hạo Thiên Đấu La. Nhờ sự giúp đỡ của Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của Quỷ Đấu La, Cục Đấu La, lưỡng cử tĩnh chỉ lưỡng cực làm cho Đường Hạo không thể cử động. Thiên Tầm Tật dùng Thiên Sứ Thanh Kiếm Nhộm Vàng vào mỗi tối đánh cho Đường Hạo mất khả năng chiến đấu. A Ngân đã hiến tế để bảo vệ Đường Hạo, giúp ông có hồn hoàn 10 vạn năm. Sau nhiều pha gáy cơ mồm cực mạnh của Thiên Tầm Tật là cái kết thật buồn cười với hình ảnh giáo hoàng nằm đẹp dí vỡ cái alo dưới Hạo Thiên Truy của Hạo Điên. Vị trí tiếp theo, Cổ Dung Đấu La, là một trong hai vị Phong Hào Đấu La già tuổi nhất trong Thất Bảo Lily Tháp. Sau vài chục năm nhặt lá đá ông bơ, ngày ngày đọ kiếm xem ai khỏe hơn với kiếm đấu la, Cổ Đấu La đã đạt đẳng cấp Phong Hào Đấu La 95 cấp, biệt danh của ông là Khô Cảo Lão Giả. Khi Chữ Bình Bình vừa về đến Thất Bảo Lily Tháp đã bếp xeo cái mồm, kể qua về một lần mình suýt bị đuổi khỏi Sử Lai Khắc. Ông lại đổi máu liều nhiều hơn máu não, định cân cả Sử Lai Khắc thất quái. Tuy nhiên, khi nghe Chữ Bình Bình nói sự thật về Đường Tam, lòng tham Cổ Đấu La tăng thêm vài phần, muốn lấy Đường Tam làm cháu rể. Ông đã lập tức cùng Chữ Bình Bình, Chữ Phong Chi đến Học viện Sử Lai Khắc để thăm hỏi nhà nhà. Ở đây, Cốt Đấu La ra tay kịp thời ngăn cản lão khỉ đồ Thái Thản đang dùng hồn lực ăn hiếp Đường Tam. Một thời gian sau, ông đang ăn chơi với đứa cháu gái thì Thất Bảo Lily Tông bị Vũ Hồn Điện cử vài tên Phong Hào Đấu La đến diệt môn. Cốt Đấu La đang ở Thiên Đấu Hoàng Cung đã dịch chuyển không gian quay về giúp đám trẻ con của mình. Nhờ khả năng này, ông có thể dịch chuyển bất cứ nơi đâu nếu đủ hồn lực. Trong trận chiến ở thành Gia Long Quan, Cốt Đấu La thuộc trung đoàn cảm tử chuyên bọc lót hàng phòng thủ cũng như tấn công. Với bộ xương lọc cọc, chân không yếu, tay cũng không mềm, nhiệm vụ của ông là cầm chân và solo một số lão già Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện. Về sau, vì muốn cứu Đường Tam, Cốt Đấu La đã đỡ một tát từ thì nát thân thể của La Sát Thần bị Đông ra tay. Cũng vì lý do này khiến thân thể ông không còn nguyên vẹn. Và tất nhiên, sau khi Cốt Đấu La đã làm game là dễ đi rất nhiều thì việc end game để cho Đường Tam xử lý hết. Kết thúc trận chiến, chắc chắn ông sẽ được 4 vinh danh của đồng đội trong team mình và ăn những report của team bạn. Đứng ở vị trí cuối cùng, thứ 5, Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La là một trong 7 người trụ cột của Hải Thần Đảo. Từ hồi thanh niên chi mấy băng quả ớt, ông đã nhận hắc cấp tứ khảo khảo hạch của Hải Thần. Sau vài chục năm gắn bó với cái tay, đã vượt qua tất tần tật các khảo hạch, ông đã đột phá 96 cấp Phong Hào Đấu La. Ông đã được ba tay tay cử trọng trách của Hải Thần cai quản Hải Long Thánh Trụ, một trong 7 thánh trụ. Từ khi nhóm Sử Lai Khắc bước chân lên sau chỗ ngày ăn không ngồi rồi, Hải Long Đấu La hết lần này đến lần khác quỳ lại với khả năng nhận cấp khảo hạch của mọi người. Khi Chữ Vinh Vinh nhận hồng cấp thất khảo, ông chính là người hướng dẫn giúp cô ấy tu luyện để chuẩn bị khảo nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, khi đến khảo hạch thứ 5, mọi người phải đánh bại một Phong Hào Đấu La do Hải Thần ban cho. Cũng may khảo hạch Đường Tam đánh bại hoàn toàn 7 vị Phong Hào Đấu La, giúp cho Chữ Vinh Vinh thuận lợi vượt qua. Hải Long Đấu La cũng nằm trong số đó, người bị hiếp dâm tập thể, được mệnh danh là quái vật mạnh nhất trong 7 Phong Hào Đấu La ở trận chiến với Sử Lai Khắc. Ông cởi áo phanh ngực khoe cơ bắp sau những ngày tập gym bị treo chim. Với sức mạnh thể chất, ông dễ dàng củ riềng Đường Tam bằng cách ôm Hải Long Thánh Trụ farm và hít kinh nghiệm kiếm vàng lên đồ. Mỗi lần đánh ngang cơ, hai trên cơ Đường Tam đều bị hai tên nhóc Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạm, Ngũ Mana vào máu liên tục. Cũng vì lý do này, Hải Long Đấu La dùng đến hồn kỹ ngăn cản Hạo Thiên Truy và ám khí khiến ông bị đánh bay xuống biển. Tuy nhiên, lúc leo lên Thánh Trụ cột đã thấy Đường Tam quay tay quá sức, cạn kiệt hồn lực. Ông đã đến chúc mừng Đường Tam vượt qua khảo nghiệm lần này. Tuy cậy gần nhà, Hải Long Đấu La bị đánh hội đồng 1-7,
ông ăn ở thế nào, đánh gọi thằng nào ra đánh cùng. Đúng là anh em sống chết có nhau, ốm đau, éo có thằng nào ra mặt. Ông đã rất mộ dung phục trước nhóm trẻ trâu vừa thông minh vừa hại não này, đã khiến ông sử dụng hồn kỹ vi phạm quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo Hải thần do Bộ trưởng Ba Thái Tây cai quản. Vừa rồi mình vừa làm xong top 5 phong hào đấu la phần 1. Lưu ý cuối cùng, video chỉ liệt kê những nhân vật đạt danh hiệu phong hào đấu la, không sắp xếp về sức mạnh. Ở những video sau, mình sẽ làm tiếp về phong hào đấu la phần 2. Nếu anh em thấy video này hay, ủng hộ Anime bằng một cách like, share, comment và đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.